Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải. Vừa xong thì vợ chồng mình cùng với cả đoàn đã đi tham quan một cái khu du lịch tâm linh rất là đẹp và rất là nổi tiếng. Bây giờ thì Đồng Hải lại tiếp tục mời mọi người cùng lên xe để cùng với vợ chồng Đồng Hải sẽ tiếp tục đi tham quan những cái điểm du lịch mới ở tại đất nước Thái Lan này. Và hôm nay vợ chồng mình cũng sẽ đi xuống một cái thành phố mới, khu vực rất nổi tiếng của Thái Lan. Bây giờ thì Đồng Hải mời tất cả mọi người cùng đi với vợ chồng mình. Đấy, hiện giờ thì xe ở đây đang để chuẩn bị đón mọi người rất là đông. Bây giờ thì vợ chồng mình chuẩn bị thì lên xe tiếp tục cuộc hành trình đây. Người ở dưới Pattaya này đó, thứ nhất không có xe túc túc giống như ở Bangkok. Xe đạp trời nắng như kia. Xe taxi rất là ít. Tại vì sao ạ? Nếu mà mình nhìn thấy xe taxi đó là xe chở khách từ Bangkok xuống dưới Pattaya. Ở dưới Pattaya chỉ có một loại xe đặc chủng riêng với Pattaya thôi quý vị. Người ta gọi đó là xe sọn thẻo nha nhà mình nha. Sọn là hai, thẻo là hàng ghế, xe có hai hàng ghế. Để Thắp Thêm nhìn thấy cái xe sọn thẻo thì mình chỉ cho rằng của mình coi cái xe sọn thẻo, cái xe đặc chủng riêng ở dưới Pattaya này quý vị. Sọn là hai, thẻo là hàng ghế nha nhà mình nha. Là xe có hai hàng ghế nha. Chứ đừng ai dịch là em cái xe nào mà leo lên thẻo hai lần. Không có xe nào leo lên thẻo hai lần nha nhà mình nha. Sòng bài casino. Một nhóm 4 người tụ lại ngồi chơi đánh bài thôi. 3 phút thôi cảnh sát tới bắt luôn. Phạt một đầu người như vậy là 20.000 bạc. 20.000. 20.000 là 15 triệu đó quý vị. Tại vì ông vua đó, ông nói là một người thanh niên mà có ra ngoài đường chơi đó, chơi cỡ nào người ta cũng quay về với gia đình. Nhưng mà một người mà đã vào sòng bài rồi đó là bán luôn cả gia đình. Vì vậy bên này ăn chơi cỡ nào cũng được cấp giấy phép cho kinh doanh đàng hoàng. Nhưng mà sòng bài casino là nghiêm cấm luôn nha nhà mình nhé. Kể cả đoàn mình đi vô siêu thị mình muốn mua một cái bộ bài nó cũng không có bán. Nó không bán luôn quý vị. Thì người Việt Nam mình mang qua. Dạ có đó quý vị. Thành ra là phải nhắc nhở trước. Tại vì khi mà mình bị bắt như vậy, một đầu như vậy người ta phạt 20.000 đó nha đoàn mình nhé. Mà người Thái mà muốn chơi đánh bài đoàn mình biết đi đâu không? Đi đâu à? Campuchia. Người Thái qua Campuchia quý vị. Gần biên giới mà quý vị. Qua Campuchia để đánh bài. Còn bên này là nghiêm cấm nhà mình nha. Đó. Thành ra là, nhưng mà em báo cho mình một cái thông tin vui đó là gì? Ví dụ như cảnh sát mà bắt được đó quý vị thì phạt một đầu người là 20.000 đúng không? Mà cái người báo đó được 10.000. Cái người mà báo cảnh sát đó quý vị. Tối nay rình phải không? Ở khách sạn mình người Việt Nam ở đông lắm rồi đồng nha. Trời ơi. Không, người du lịch Việt Nam mà. Một là đi dình, hai là đi biểu tình để kiếm ăn được. Rồi. Tới rồi. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị. Ơi, hiện giờ thì vợ chồng Đồng Hải cùng đoàn đã đi đến thành phố Pattaya và cái điểm này, du lịch đầu tiên thì hôm nay sẽ người sẽ cùng nhau đi vào tham quan thủy cung. Chưa biết là thế nào nhưng mà tất cả các cái đoàn du lịch đến đây thì đều đi vào trong khu vực tham quan thủy cung này hết. Đấy, mới ở bên ngoài này thì đã có thấy những cái chú cá, toàn cá là cá thôi. Đặc biệt là bên Thái này người ta ít quảng cáo lắm mọi người ạ. Bây giờ thì mọi người đang đợi để phát vé để vào tham quan khu thủy cung. Cảm ơn. Ở đây thì mọi người gặp ông Long Vương phải chào nhá.
đây là nàng tiên cáo đây. Đấy. Nàng tiên thì đẹp nhưng mà cái mặt thì là cáo đây. Nàng tiên cáo. Bây giờ thì ta đi vào trong thủy cung rồi đây mọi người ạ. Đi xuống rồi. Ở đây có những em rùa rất trên... là xinh xắn. Đấy. Đây là em cá đuối. Thủy cung thì em đi Nha Trang chưa? Đi sang Winburn ở Nha Trang á. Quần thể cá koi. Đẹp lắm. Đẹp lắm mọi người ạ. Ơ con gì á? Con chăn. Một lần 100 bạc là 75.000. Ôm nó chụp hình là 75.000. Ôm nó chụp hình là 75.000. Thôi. 100 bạc. Thì kia không chơi đâu. Chị sợ lắm. Đi. Đây là trò chơi. Tự dưng đem cái sợ vào người. Bây giờ sẽ bắt đầu vào trong khu vực thủy cung đây. Cá này em ơi. Cá đẹp. À đây này. Đấy. Đẹp dã man luôn. Wow. Nha. Đẹp nhỉ. Đẹp. Ba miếng. Này là em này là em gì đấy? Mà sao nó đẹp dữ dội vậy? Con này nếu mà nấu lẩu là được. Rồi con này là chiên xù là ngon. tại cái vây nó giòn. Cá cái vây nó giòn. Chiên xù. Tiếp chế chiên xù. Ô này. Ôi. Mọi người. Cái này chắc ăn cả làng hết. Mình ba người mình ăn không hết đâu. Thôi ta đi vào trong cái trong con nào ta bắt lấy con để chiên xù nhá. Con nào mà đủ ba người đó này nhiều quá. Con này đấy. Wow. Nhưng mà em biết sao ở bên Winburn nó rất là đẹp. Tại vì cái này nó bên ngoài. Này đặc biệt là ở Thái Lan này họ không có quảng cáo nhờ. Ai cái đây hình. Đâu mà. Này thật thế chứ. Thật thế chứ, đây là thật mà. Thật đây là màn hình. Đây để đúng màn hình anh ạ. Màn hình tivi. Màn hình tivi. Sao lại màn hình? Màn hình tivi. Đó nó có bốn màn hình tivi. Cái này nó là thật nè. Này không đẹp, này nhỏ lắm mà không có cá. Đặc biệt là ở bên Thái Lan này, ở bên ngoài cổng người ta không có quảng cáo. Nó nhỏ. Đấy. Xinh xinh thôi. Ơ, ở đây, xong đi ra đây hả? Ồ, có mấy con cá to họ để hết ngoài kia rồi. Tôm hùm Alaska à, phải không? Hay là cua? Cua Alaska hả? Siêu cua. Đây là hàng mẫu hay gì? Mẫu thôi thì đâu có phải sống. Con này hôm nào thiệt luôn á. Con là Alaska. Con này là anh em tắm ao nó ăn mấy con. Đúng rồi, cua thật mà. Cái còn cái xác nó ghép lại. Đúng đây, những cái này không có con gì à? Mấy con này nó hóa đá luôn. Hóa thạch, đây cá hóa thạch trên này, đây là hóa thạch luôn đấy, đúng rồi đấy. Nhưng mà không to, chỉ thích cái ở đây. Đây là một cái tàu bị đắm của cướp biển Caribe sau khi thâm nhập vào vịnh Thái Lan đã bị đánh chìm. Đây nhỏ thôi, nhỏ xinh thôi. Cá đây này là cá. Cá chim. Đúng, cái dĩa nhỉ.
Cá thè me. À thế hả? Đúng không? Ngày xưa ở suối là con thè me này. Đây là xuống của anh nè, tao ước lâu bên đây được à. Tao ước lâu rồi. Quá đẹp rồi. Ước thì thấy cung này lâu lắm rồi nè. Tí nữa cẩn thận gặp ông Long Vương phải chào bà Noi nhá. Không thấy Long Vương mà thấy hả bà. Này cá này, con cá này đẹp rồi. Rất là đẹp mọi người ạ. Đây thì có trưng bày tất cả các cái loại cá. Không có cá lớn. Có từng khu vực đấy chứ. Hôm vừa rồi là nhà hàng họ hết đồ để nhậu. Đây, toàn những cái mảnh này, mảnh tàu bị đắm này này. Một, hai, ba, cười tươi lên nào. Cô đứng ở giữa, cô xích xích ra, xíu với cô. Cười lên cho vui, cười hay hàm răng. Đó, vậy đẹp, 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 đẹp. Rồi, ok. Rồi, cái nét không dám không cười, tự bất cười quá, tự cười ngay 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 luôn hả? Cười giống như cười tết hàm răng vậy mà. Cười tết hàm răng. Riêng ở trong này nhé, chụp ảnh chỗ nào cũng đẹp. Nó không bị. Ông chẳng không, ông chẳng không. Ở đây thì phải nói là rất là đẹp. Mặc dù để mình phải báo ông Trung này, ông mời hai chị em mình đi Nha Trang một chuyến được. À, anh ơi nó tập trung đây này. Ra đây anh chụp cho em với chị tắm vậy nè. Đang xin đây. Em xin cá nào, đứng nào. Ở đây đây chụp luôn nhá. Dạ. Tắt phim đi xong không. Được luôn nhá. Thì nó thấy mình đến rồi tập trung đây ra nữa. Cái này nó bể cái là nó đổ nước vào. Cái này con cá này này. 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 Cá này nó cá này ba người đang ngủ này. Chút này dọa. Cá nó mỏng dính đi. Có thế thôi á. Bên là con chim này. Mấy giờ rồi? À đây con về con hay, là con cá họ là 2 giờ về nhận khách sạn đi cho nó sướng một tí rồi. 2:30. Nửa tiếng nữa. Đâu, con này cũng ấy nhưng mà bên đây mà bên này cá khác nữa. Này. Không, hồi nãy là đi đến đây đâu. Đúng rồi, đây chưa đi. Này. Cá này là cá. Còn là cá lăng. Sao lại là cá lăng? Con này cá lăng, cá này. Đấy, con cá này ăn mới ngon đây nè. Ui, nó chui vào cái miếng, cái thùng. Trời ơi. Hôm nay tao không may mày. Từng một. Ồ, đây là những cái mảnh của tàu ấy này. Đấy. Còn những cái này mới là nó quý giá ở cái độ cổ. Cái này là của cướp biển Caribe. Sau khi vào vịnh Thái Lan coi như bị bắn chìm. Hình như người ta không có cho chụp anh ơi. Đâu? Anh ơi! Quay thì được, không chụp đèn lắm. Đèn anh bật đèn anh ơi. Người ta không có cho bắt con này á. À. Ui thằng trên mặt này, thằng trên cao đấy. Đấy. Ui khủng long bạo chúa. Con này nó cứ quay cái đít cái đuôi rồi. Cân đi nhờ. Trời ơi con này chắc là mấy 20 cân nữa chứ hả? Dạ bàn luôn. Hai con cầm này hai con luôn. Ồ con này. Chà bán nữa có đồ gì. Rồi ba con đi ơi, ba con vô. Nó không có chịu quay mặt ra ngoài luôn. Không chơi với nó nữa. Không chơi nó, chơi với con khác. Con đấy đó thì giống như nó hơi đứng nó hứng khi nó ngủ. Làm như nó đang ngủ. Nó ngủ mà nó oxy cái chỗ này này nè. Con này lúc chưa không ăn lẩu. Còn
Dã man. Dã man con này. Hai con này mổ được bắt ô tô đầy thịt. Mấy chục cân. Đấy, lúc nãy cứ bảo là không có cá to, họ đem thả theo cái này hết rồi. Chứ để bên kia nó to hơn. Chứ để bên kia nó ăn mấy con nhỏ kia. Ừ, đây là những cái mảnh ấy dã man này. Đấy, những cái khẩu súng thần công này. Đại choác luôn. Siêu to khổng lồ. À, cái này là ngày xưa để đựng thần đèn Alim. Vàng. Ừ, đúng rồi, hòm đựng vàng của cướp biển này. Con tàu vỡ ấy. Rồi con tàu vỡ rồi người ta chuyển về đây này. Ôi giời, cả cái con tàu nằm bên trên này. Ôi trời ơi nè. Chị không cá chụp nó cũng không ra. Trời ơi, có thằng lạ lắm nè anh. Cái gì mà lạ vậy? Thích được không? Đây nè. Giống như đùi giả không? Ai à, con này biết rồi, con này con cá. Lạ gì con này? Nó là con cá. Đúng rồi, con này con cá. Họ nó tên gì vậy? Nó là cá. Cá biển. Ý sao nó ở yên vậy? Nó là sắp tùa rồi. Hay là mô hình chứ không phải. Cá thật chứ. Nhìn cái vây nó kìa, cá thật đấy. Cái này mô hình rồi, nó bầu, nó sáng. Nó phải động chứ, có thấy động đâu. Ý chưa động rồi. Mô hình nó đoạn hai cái vây nó dính vậy đó kìa. Nó có thở đâu. Con là nó mới hút cần xong. À mới. Trời ơi, cái này không, cái này cá chạy hả? Không, cái này mô hình chứ không phải cá thiệt đâu. Nó có, nó mới hút cần xong thế là nằm ngủ. Cái này có cá chém hả? Phải không? Giống như cá chém mà. Tại mắt nó đứng một chỗ nhưng mắt nó có con đảo. Nó đâu. Có đảo đâu, cái này nó đâu có thở đâu. Cái ma cái này. Ừ, nó phải như là đảo như ngan con ấy. Cái này cái gì? Cái này con cá xi măng. Cá này là cá mô hình, chứ phải là cá thiệt. Đây này, đây này, con thiệt trên đây này em. Con thiệt là con. Đây, con thiệt đây. Đó. Đó. Con này cá giả. Nó đó. Đúng không? Nè, cá giả này, cá giả này. Ừ, như cái kia là những cái thùng rượu nhỉ? Những thùng rượu đấy. Ấy, cái con dưới này với con trên giống nhau không? Ừ, giống không, nhau. Con này giống khác. Con này đít to hơn cái đít bé. Ô, cá đuối, cá đuối, cá đuối. Con này cái roi nó vụt người thì dã man luôn. Con địa chủ ngày xưa lấy cái đuôi này để nó đánh người. Ở. Ở trong kia có. Con này mới là cái con thật này. Con này hả? Ừ. Đúng luôn, đúng rồi, nó động đậy kìa. Nó động đậy này. Ừ, đúng cái rồi. Con này là của cái giống con kia phải không? Đúng rồi, cái kia nó làm cái mô hình, con này là thiệt nè. Đó, chị thấy nó nhúc nhích rồi. Nó nhúc nhích này. Con này nó đi. Cúi đầu. Nó đang ngủ trưa. Ngoảnh mặt chê nón làm ngơ này nữa. Không phải, nó đang ngủ trưa mà. Muốn gặp nó là đi buổi sáng. Tung chảo này, ấy mọi người thấy không? Đây là cái nhà gương. Làm cái đông lắm hả? Đây là một chiếc kia làm mười mấy tốp luôn này. Vui ảo tung chảo luôn. Ok, vừa xong thì đánh
vợ chồng mình cùng với một số người đã vừa đi tham quan trong cái khu vực là 30 bạt chứ hả? Ở đây thì cũng rất là đẹp. Đúng rồi chị, 30 bạt là 3 bạt. Bây giờ thì đâu có vợ chồng mình mà. Đang ngồi đây để ăn kem. Của tỉnh cái này là bao nhiêu? Một kem bên kia. Cái đây hả? À. Cái đây có 20 à. Thêm nữa. Cái này nữa đủ chưa? Ok. Ok. Có lúc sau mấy tuổi à, mình tính mình nhiều các bạn rất là dễ thương đây này. À. Đấy mọi người nhìn này. Nhìn dễ thương không? Chị không thích. Em lại ông chụp cho. Không thích cái con đó. Đây con. Lại chụp đi, để chị cầm đấy, nhé. Ông bạn dễ thương không? Ok. Mọi người ơi, bây giờ thì vợ chồng mình lại tiếp tục rời khỏi thủy cung để đi về khách sạn nghỉ ngơi. Còn tối nay sẽ đi khám và phá, theo như lời của cái cô hướng dẫn viên là cái gì chim nhỉ? Đấy, cô thẩm chim. Đấy. Thì, tối nay chim. Sẽ đi cô thẩm chim. Tối nay thì sẽ đi chợ đêm. Cô tháp chim. Cô tháp chim. Mọi người bây giờ thì vợ chồng mình đã bắt đầu rời khỏi thủy cung để đi về khách sạn. Tối nay thì vợ chồng mình sẽ đi khám và phá khu vực các cái chợ đêm. Trời ơi. Thành phố này. Là xe ta chờ mình. Chỉ là hôm qua không biết làm sao mà gây vừa muốn xuống nói cũng say xe thôi chứ hôm nay thì không lại không say nên là đổi chỗ luôn đó. Ở đây đường phố của Thái Lan rất là đẹp mọi người ạ. Về khách sạn xong, về tới khách sạn em sẽ làm thủ tục nhận phòng cho đoàn của mình, sau đó sẽ hẹn thời gian cho đoàn mình ăn cơm chiều nha đoàn mình nhé, và mình sẽ lên lịch để mà mình đi chơi 2 buổi tối tới hôm nay tới ngày mai nha quý vị nhé. Thì ở dưới Pattaya này có cái gì để chơi ở dưới đây đó quý vị, là phải nói là gì ạ, ngày xưa đó rất là nhiều chương trình cho khách du lịch lựa chọn nha đoàn mình nhé, nhưng hiện thời bây giờ sau khi Covid đó quý vị sang Thái đó thì chương trình nó là thay đổi hoàn toàn và chương trình nó rút lại rất là ít chương trình. À, nhưng mà hai cái chương trình đó quý vị phải nói là gì ạ? Và mình vô trong cái sân bay, cái ngày đầu tiên là mình bước tới Thái đó quý vị. Khi mà mình bước vào trong cái bộ đi ra làm thủ tục hải quan, có ai để ý trên cái màn hình của quý vị, màn hình to thật là to, nó đề là must see show in Thailand. Tới Thái là phải coi chương trình này cho bằng được. À, thì hai cái chương trình này làm cho ngành du lịch của đất nước Thái Lan phát triển nhà nhà mình nhá. Và đoàn mình biết bên này đó, những cái sân khấu hay những cái chương trình đó Thái Lan họ phải nói là gì, họ đầu tư rất là nhiều. Và đoàn mình biết có một cái chương trình nè mà người Việt mình rất là đại gia nha quý vị nhá, mua vé máy bay bay qua chỉ để coi cái chương trình này thôi rồi bay về. Là mình biết chương trình gì không? Đâu không, Thúy Nga Paris. Đoàn mình có nghe không? Paris by night đó quý vị, họ tổ chức tại bên Thái này nha đoàn mình nha. Mà đoàn mình biết em ở bên này đó, mà em đặt vé trước 3 tháng mà không có vé nha. Còn người Việt của mình là gì ạ? Có sẵn vé luôn, họ chỉ mua vé máy bay sang, bay qua để gì ạ? Coi chương trình này để bay về. Em bên này mà em đặt trước 3 tháng không có vé quý vị. Mà một vé đó thấp nhất ở bên này đó quý vị, vé mà Thúy Nga Paris nha nhà mình nha, một vé mà ngồi xa cánh gà đó $200 một vé. À, $200 đó quý vị. Vậy mà người Việt mình phải nói là gì ạ? Quá đại gia. À, mua vé qua, bay qua, coi chương trình Thúy Nga thôi, bay về. Mà đến khi mà chương trình Thúy Nga mà gọi là gần sắp ngày tổ chức đó quý vị, thì phòng vé có gọi điện thoại cho em, kêu là em ơi có vé rồi nè, em lấy không? Cái vé đẹp lắm, ngồi gần cánh gà lắm quý vị, ngồi gần cánh gà lắm. Em mới hỏi vé, giá vé nhiêu vậy chị? 2.000. Nghĩ coi luôn. $2.000. $2.000 nha đoàn mình nhé. Chương trình Thúy Nga đó quý vị, vé mà ngồi gần cánh gà. Thành ra đó phải nói là gì ạ, những cái chương trình họ đầu tư rất là nhiều tiền ở trong này. Và nhiều khi mình bỏ ra $200 mình coi nó xứng đáng đồng tiền. Nhưng mà em đặt trước 3 tháng không có vé luôn quý vị. À, thành ra là phải nói là những cái chương trình ở bên này đó họ
đầu tư âm thanh, ánh sáng, trang phục rất là đẹp. Và mình bỏ cái số tiền ra mình coi, quý vị, nó xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra mình coi. Mà ở bên Thái này đó, ngày xưa rất là nhiều chương trình, nhưng hiện thời bây giờ nha đàn mình nhé, chỉ có 2 chương trình. Chỉ có 2 chương trình thôi. Thứ nhất, cái chương trình này không nên bỏ qua, quý vị. Và cái chương trình này nó không phân biệt tuổi tác. Người ta gọi là chương trình gia đình đi, có nghĩa là con cái, vợ chồng, gia đình cũng vô coi được hết. Và cái chương trình này họ phải mời cái người mà đạo diễn ở bên Trung Quốc đó quý vị, Trương Nghệ Miêu, quý vị biết không ạ, qua để mà dàn dựng cái chương trình này rất hay. Và họ đầu tư trang phục, âm thanh, ánh sáng rất hay. 10 đoàn không có đoàn nào chê quý vị. Và đặc biệt những người biểu diễn ở trong cho mình coi quý vị, trước đây họ là nam và bây giờ họ thành toàn là gì ạ, Hương Giang với Lâm Khánh Chi rất là đẹp ở bên trong. Thành ra cái chương trình này đừng nên bỏ qua, cả gia đình mình đi coi. Chương trình sẽ biểu diễn trong vòng 1 tiếng đồng hồ nhà nhà mình nha. Chương trình thứ hai, chương trình này đàn mình lưu ý với em, chương trình này họ phân biệt đàng hoàng, không phải là ai có tiền muốn vô coi đều được đâu quý vị. Thứ nhất, độ tuổi phải 18 trở lên và 80 trở xuống, ngoài độ tuổi đó người ta cũng không cho vô. Cái thứ hai, hộ chiếu của mình phải là hộ chiếu người nước ngoài, hộ chiếu quốc tịch Thái cũng không được vào. Và cái chương trình này tạm dịch, phải nói là cái chương trình này nó làm cho cái ngành du lịch của đất nước Thái Lan phát triển luôn quý vị. Tại vì không có cái nước nào có hết. Và đoàn mình đặt chân đến Thái Lan và chỉ đặt chân đến Pattaya mới được trải nghiệm cái chương trình này thôi. Tại vì khi mà vào bên trong đó, mình cũng không được mang điện thoại máy chụp hình vào bên trong. Nhớ đầu nhá. Cái chương trình này là chương trình gì ạ? Chắc chắn là mình sẽ biết rồi. Sexy show. Nghe nó hơi nhạy cảm một chút xíu, đúng không ạ? Nhưng đoàn mình ơi, đừng có nghĩ nó là bậy bạ. Nếu mà nó bậy bạ thì nó không thể nào nổi tiếng cả thế giới được. Và đoàn mình phải hiểu theo một cái hướng là gì ạ? Nghệ thuật. Tại vì những người biểu diễn ở bên trong đó quý vị, họ phải luyện tập 10 năm mà ra biểu diễn cho khách du lịch xem chỉ được có 4 năm là họ bỏ nghề rồi. Họ không làm hơn được nữa. Tại sao mà? Phải đi trải nghiệm thì mới biết được tại sao quý vị. Họ phải luyện tập 10 năm nha đồng mình nhé, mà ra biểu diễn cho khách du lịch xem 4 năm là họ bỏ nghề, họ không làm được nữa. Thành ra mình phải hiểu theo một cái hướng là gì ạ? Nghệ thuật. Mà cái chương trình này đó, cái chữ sexy show nó hơi nhạy cảm chút xíu. Thôi thì Thắp Thêm nói cho đồng mình dễ hiểu nhất, cái chương trình này là tạm dịch là chương trình nhà nghèo đi. Hai quý vị ha, chương trình nhà nghèo. Tội nghiệp quá, nó nghèo quá. Nó nghèo quá đó quý vị. Không có gì mặc trơn, nghèo ha. Nên thành ra mình tạm dịch là chương trình nhà nghèo đó nha nhà mình nhé. Thì cái chương trình này đó quý vị ha, ngày xưa nó có rất là nhiều cho khách du lịch lựa chọn. Tại vì nó sẽ phân ra từng cấp độ, đó là gì? Tiểu học, trung học, đại học, nhà đầu nha. Nhưng hiện thời bây giờ đó quý vị, sau Covid đó, nó không còn những cái cấp độ đó nữa. Nó không còn tiểu học, trung học, đại học nữa quý vị. Nó chỉ có một cấp độ một thôi, thạc sĩ với tiến sĩ. Đâu mình hiểu ý em phải không ạ? Tại vì trên xe mình có trẻ em dưới 18 đó. Thành ra là em sẽ sử dụng những cái từ cho phụ huynh hiểu, học sinh không cần phải hiểu. Nhắc đầu mình nhé. Thành ra khi đã tới Thái rồi là có 2 chương trình này cho mình coi. Có nhiều gia đình anh chị đó quý vị qua đây nói là em ơi, tối nay dẫn anh chị đi 4-5 chương trình nha. Làm gì có 4-5 mà đi. Bây giờ nó chỉ có 2 cái thôi. Một là chương trình nhà giàu, 2 là chương trình nhà nghèo. 2 cái thôi nha. Nhưng mà đã đến Thái rồi quý vị, nếu mình có gọi là gì ạ, điều kiện kinh tế mình nên đi coi. Tại vì cái giá vé nó rất là sâu. Hiện thời bây giờ quý vị, họ đang kích cầu lại cái ngành du lịch. Thành ra cái giá vé đó giảm tới 80%. Ngày xưa một vé nhà đàn mình nhé, biểu diễn trong vòng 1 tiếng đồng hồ như vậy đó quý vị, là 100 đô một vé đó, nếu ai đã từng đi rồi. 100 đô đó quý vị. Nhưng hiện thời bây giờ đó tầm khoảng 45 đô. Nên thành ra là gì ạ? Mình lên lịch để mà mình đăng ký vé đi coi. Sang tới đây là phải coi những cái chương trình này quý vị. Nhưng lưu ý nè quý vị nha, lưu ý cho em là gì ạ? Hướng dẫn không có tự đặt vé được nha đàn mình nha. Tất cả đều phải nhờ công ty đặt vé cho đoàn của mình. Em bị một cái trường hợp đó là hôm đó em đi cái đoàn đó đó quý vị, là chủ công ty bất động sản đó, cho nhân viên đi chơi. Thì
trên xe đó quý vị, thì mọi người là ông sếp ổng ok cho nhân viên đi chơi hết mà. Rồi ông sếp đặt trễ quá không có vé, tại vì tất cả các đoàn xuống đây họ đều đăng ký đi coi mà quý vị, mà ông sếp đặt trễ quá không có vé cho nhân viên, thì ông sếp mới la làng lên, ông nói là nghĩ tôi không có tiền hả, sao không cho mua vé cho công nhân viên tôi đi. Cái đó không phải lỗi của em quý vị, tại vì do mình đặt trễ quá thì mình không có vé thôi, nghe nhà mình nhé. Thì lát nữa đó về đến khách sạn đó quý vị, cái quan trọng là mình có đặt vé được hay không thôi, chứ thật ra mấy trăm ngàn tiền Việt mình bỏ ra mình coi nó xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra quý vị nhé. Với lại mình cũng bỏ thời gian công sức qua bên này rồi, chẳng lẽ tối mình không đi trải nghiệm nó thì nó bỏ quá phí. Thì về tới khách sạn mình sẽ đăng ký nha quý vị nha, ai mình chơi hai chương trình này cái mình đăng ký ok ha quý vị ha, để mà lên lịch cho đoàn mình tối nay mình đi chơi. Dạ mình sẽ có hai đêm nha quý vị nhé, và Thắp Thêm chưa có hẹn giờ cho đoàn mình đi xem đâu, tại vì sao ạ, tại vì chưa biết là có vé hay không có vé, ok chưa ạ? Hả thì bây giờ cũng chưa biết là có hay không dạ. Nghe nhà giàu gì đó thì chúng ta mình sẽ ngồi, Phú sẽ và Phú với chị Thập Thêm này sẽ đứng lại ở ngồi dưới sảnh để tặng chúng ta. Còn cái tour là cái show nào cũng hay, nhưng mà nếu mà được thì dĩ nhiên mình nên đi cả hai, còn tại vì mình đã bỏ tiền ra tới đây rồi, không lẽ mình không đi. Nhưng mà còn cô chú chúng ta mình, nếu mà đã ai đã đi xem cái show mà trước dịch, những cái show này mình xem trước dịch, bây giờ quay lại đảm bảo muốn xem là nó khác hoàn toàn những cái gì ngày xưa mình đã xem nữa. Nên gia đình chúng ta mình nói về cái show này thì cái show nhà nghèo, cái show nhà giàu, và dạ, thì cái lời khuyên của Phú là chúng ta mình dạ, cả nhà mình hãy đi chơi được, người lớn em bé gì chúng ta mình vô mình coi được hết. Và sau này trước giờ đi ra là chưa có người nào mà khách nào mà chê cái show này, sau này vui đảm bảo về vấn đề đó. Còn cái gì đó là cái show nhà nghèo, dạ, gia đình chúng ta mình trên thế giới không có nước nào ăn chơi kiểu này rẻ như Thái Lan. Chúng ta mình không biết, chúng ta mình ở đây chắc có người quốc tịch Mỹ, có Việt kiều Mỹ, ở đây có ai quốc tịch Việt kiều Pháp không ạ? Chúng ta mình biết show Money Rules với lại show có xe gió đỏ, show Money Rules con ngựa điên, rồi Racing Horse, biết show Money Rules là tại bên Paris Pháp. Sau đó ba người chúng ta mình vào, ba người sẽ là 150 euro, là khoảng gần 200 đô la Mỹ, sẽ được ngồi trong đó cũng có mấy cô ngực trần nhảy tưng, nhưng mà chỉ mới có nhảy mấy cái ngực trần nhảy tưng thôi, mọi người được thêm một ly sâm banh nữa. Còn cái bên này dạ không phải ngực trần, 500% luôn, nó nghèo là nó không có gì luôn á nhà cả nhà ha, và nó còn hơn thế nữa. Nhưng mà hơn thế nữa là hơn thế nào dạ, cái này không có lời nói cũng như không có hình ảnh để chứng minh, từ trải nghiệm tự ghi nhớ trong cái memory này thôi ha. Nhưng cái này xin lỗi là không có một cái bất kỳ một cái đoạn clip nào đó gọi là cái đoạn quay lén nào nó xuất hiện trên mạng, cái YouTube đi chắc luôn không có, chỉ có ai qua đây bỏ tiền vô mới coi thấy được thôi nha cả nhà ha. Rồi cho nên nếu mà có đi thì chúng ta mình phải đăng ký với chị cô với chị nhân viên Thập Thêm với chúng ta, và còn qua tới bên này để chúng ta mình đi dạ, đi gọi là đi Thái á, đi về mà hỏi mình có đi chơi đó cái chỗ đó không, nó không là nó nghe nó kỳ kỳ vậy đó, nghe nó cứ kỳ kỳ vậy cả nhà ha. Đã tới khách sạn rồi, khách sạn của chúng ta ngay bên tay trái của chúng ta, cuối đường là có cái hồ bơi dạ, đó giờ tài xế quay đầu tí xíu cho cả nhà ha. Chris tắm sáng mai ra tắm hồ bơi. Có người hỏi Phú là giờ là người lớn đi vào xem show nhà nghèo thì em bé thì sao? Dạ, dạ tụi Phú sẽ làm bảo mẫu bên ngoài. Mọi người vào bên trong thì tụi Phú sẽ ở đâu bên ngoài có bàn, có ghế, có đồ ăn, có thức uống để cho các bé ngồi chơi bên ngoài này nhà ha. Ok, rồi xuống xe cầm hết đồ xuống cho Phú ạ. Mọi người ơi, bây giờ thì vợ chồng mình đã về đến khách sạn rồi. Đây là phòng của mình là phòng 310. Khách sạn đây thì trông có vẻ là hoành tráng hơn là khách sạn tối hôm qua ngủ. Mặc dù là cũng là 4 sao cả. Đây, những cái phòng tắm đây có vẻ đẹp hơn này. Kể cả là bồn cũng đẹp hơn luôn. Thấy không nhỉ? Sạch sẽ hơn. Lịch sự nhỉ? Ừ, lịch sự hơn mà. Bật điện lên nào. Đấy, thẻ này thẻ là mình lắp ở đây nó mới có điện. Thế là mình cầm vào trong. Đấy, đấy. Ok đấy. Rồi, điện đã sáng.
Đấy, mọi người ạ, khách sạn này thì chắc chắn là nhìn sơ qua thì thấy lịch sự hơn. Nhưng mà có một điều rất là buồn ở bên Thái Lan này. Thì cái mạng wifi rất là tồi tệ. Đây. Trên này cũng đầy đủ các loại máy móc này. Rất đẹp. Phòng 4 sao mà. Mitsubishi. Đấy thì hôm qua mình không sử dụng nước. Này à, cũng vẫn là nước Thái Lan. Hai ông bà cái giường rộng thế. Đây. Rồi bà xã mình mệt quá nằm không vẫy tay đây này. Đấy mọi người ạ. Phòng ốc thì tương đối đẹp đấy, nhưng mà đặc biệt ở bên Thái Lan này nhé, là không có dép đi trong nhà. Đó, một điều hơi kỳ dị là như thế. Và không có wifi trên phòng bao giờ. Đây, ngoài này hiên này thì còn có cả cái khu vực ngồi để uống trà, uống nước đây. Ngay dưới đây thì làm cái bể bơi cũng là rất là trong. Lũ trẻ đã chạy cái bơi rồi kìa. Thôi bây giờ thì mình vào để nghỉ ngơi chút đã. Chắc là phòng này không có máy lạnh. Còn cái giường này chắc chỉ có bà Tân và thích thôi. Siêu to khổng lồ. Nói thật sự là vợ chồng mình thì ghét đặt cái đệm này. Điện này là nó không phù hợp với cái lưng của mình. Mà nó cứng hơn cái nệm kia. Ừ thì chắc nằm được. Bật mí với mọi người là tối qua hai vợ chồng giải chăn nằm dưới đất. Nghĩ mà thương luôn. Đấy mọi người ạ. Thôi bây giờ thì mình sẽ tắm rửa đã. Bà xã chắc là xích đi xuống bể bơi à.